nó tỉnh táo á, những lúc thì ít máu này thì tôi mới quyết định bỏ. Thì báo với trưởng khoa rồi thì đồng ý tôi bỏ. Thì bỏ lại thì gan nó vỡ nát thì lấy bỏ, lấy bỏ phần nào nát lấy bỏ, lấy gạt ra rồi phần nào vỡ nát thì cắt bỏ, chỗ nào chảy máu thì không. Thì ca đó tôi có cắt luôn đúng không, đặt cái một cái dẫn luôn vô áo đúng không, bơm nước vô thấy mặt cắt gan chỗ nào nó xì thì khâu lại, hiểu không, chứ không có xì mặt ra này. Thì mổ xong ca đó mổ, đường mổ là đường đặt tay đây gọi là đường Dexter, nghĩa là đường thì mổ 4-5 tiếng á. Thì sao mổ á, ngày năm sau cũng ổn, ngày năm sau nữa đâu mới có 3 giờ sáng á, người nhà gọi, bà vợ cứ gọi nói là bệnh viện cho vậy. Tôi mới nói là đừng có ký giấy gì hết, cứ để đó bị ngạn chết thì về chứ không ký giấy. Rồi bệnh viện người ta sợ chết trong bệnh viện nên ta hay kêu chuyện các bạn nhớ xin về để có thêm không có tử vong, khoan có chỉ đi thích nhà như thế gì việc. Cái này các bạn sau này đi làm bệnh viện là nó từ chỉ tiêu cho ma nhân bệnh chết thì nó mất chỉ tiêu, nên cái này ta đó từng đi đồ bệnh viện tầm 5 giờ sáng đi vô tới hỏi bác sĩ sao đi về, bác sĩ nó nói suy gan không chữa được như vậy. Suy gan thì phải có tiêu chuẩn chứ, bilirubin phải tăng trên 5 lần, men gan phải tăng trên 5 lần rồi đó là trong máu rồi này kia, các bạn hiểu không? Cấp và tôi sơ ra thấy mấy xét nghiệm đó nó tăng nhẹ, không có gì nữa, không suy gan. Cuối cùng tôi khám hết xong mấy tay chụp quan phòng ra chặn điện thoại rồi chặn đó được hàng mẫu luôn vậy. Bệnh nhân này là khi mình mổ gan, chứng minh gan thì nó phản ứng nó sẽ chặn được hậu mẫu, nó sẽ chặn được màng mẫu rồi. Nếu ít thì thôi, nếu thì phải chụp luôn. Thì ca này chặn nhiều quá nó chèn ép phổi nên bệnh nhân thiếu oxy nên tụi sản là hét. Các bạn hiểu không? Thiếu oxy tao lên mơ tao lại hét bác sĩ nói là suy gan. Thì ca đó là siêu ma xong thì ổn. Tới 6 ngày sau cũng đâu một tháng cái bà vợ tôi gọi nói là cho về, đừng cho về. Cái nhưng mà nói tôi á, ngày rồi cũng ngày người ta nói bà vợ nói là tại chỗ này là làm dỗ nọ nữa, nên ráng tiếp thuốc gì đó kéo qua ngày rồi đi. Tại về là hai đám dỗ cùng một ngày nó tùy các bạn nhớ. Thì đồng ý nhưng mà tôi không nghĩ chứ, tôi không nghĩ chứ tháng này chúng tôi gì tại cả đó luôn tháng một ngày mà. Cái sáng nhà viện viện cái tôi cũng xuống hồi sức cái hỏi bác sĩ sao viện viện nó này nó suy gan quá nó làm ghét hoài nó không có thì không có chữa được nên cho viện làm hồ sơ ra đi men gan trở về bình thường hết trong máu không rối loạn vẫn luôn thì không còn máu nữa. Cuối cùng tôi khám xong tôi nói ca này nhận lên là ổn chữa không có gì rồi lên cho chữa tôi cho thuốc tận xa rồi chịu chịu được giờ đi làm cùng tức là các bạn biết bị gì không, tức là nó bị loạn thần bị stress giống như bệnh nặng rồi mổ xẻ rồi nằm lâu rồi nằm hồi sức nữa đâu có ai chăm sóc rồi hiểu không, thì nó bị loạn thần nó tan nét bị loạn thần chứ không phải suy gan. Thì chuyện lên cho thuốc ngay thần là phần là hết thằng 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 tức là uống một ngày đó là hết triệu chứng thì nằm uống thêm tuần để cho nó bình tĩnh mọi thứ lại thì sau tuần có thể về thì ổn tới nay chúng ta đi làm còn điều lên chứ là mẫu mình thành mẫu đó mình phải theo để trả được cho phải theo mình còn bác sĩ khác ta chỉ ta cứ cho về. Mổ xẻ này thì có nhiều biến chứng như là chảy máu, siêu hấp, rối loạn đông máu, nhiễm trùng, chèn ép mạch bụng. Thì biết vậy thôi, để sau này một phần nữa là vết thương bụng. Tại vì cái này nó có cơ chế chấn thương nên trước đây ta định nghĩa vết thương thấu bụng là khủng lắm đúng không ạ?
các bạn mà khác ra sẽ thấy cái câu này. Nhưng mà tôi phát đi, tức là vết thương xấu bụng là tổng lá phúc mạng hoặc là tổng thương mạng trong bụng. Ví dụ như nó nằm sau phúc mạng, cái đám từ lên tới nó lượng thận nó đâu có vô phúc mạng. Các bạn hiểu không? Cái lũng nó chèn nhưng mà chưa đến phúc mạng. Nếu mà chèn té lên cái cọc cây thì nó đập lũng thì chèn nhưng mà chưa vô phúc mạng. Đập lũng bàng quang thì cũng chưa vô phúc mạng. Còn như nên là xấu bụng là tổng lá phúc mạng hoặc tổng thương mạng trong bụng. Nó có bụng, nó có thành trước, lưng, không đem lên làm sinh môn, cho vật cháu ạ. Nếu vết thương mà nằm ở đâu, nếu thành bụng trước, cái vết thương thật thì nó thủng cơ quan, gọi là vết thương nhuộm bụng. Vết thương nhuộm không hay thì có thể đập lũng thận, tá tràng, cũng không. Vết thương nhuộm bông hay thành sinh môn thì có đập lũng thịt tràng, tử cung, niệu đạo, bàn quan. Có mỗi chỗ nó thương tổn nó nè. Trong cái vết thương bụng thì tổn thương tạng thì ruột non chiếm nhiều nhất. Do nó nằm ở người ta đâm, người ta đâm từ trước tới thì ruột non nó chiếm ở thể tích thành bụng trước nhiều nhất, thường là lũng ruột non. Kế đó là gan. Gan nó cũng nằm bụng thành bụng trước, còn đại tràng thì nó nằm thành bụng sau, cứ làm sâu lắm mới nói đại tràng. Đó, các bạn nhìn nguyên nhân thì do bạn mắng công an của mắng hoặc là gia hồ nó có súng ngồi súng mắng ngoài mắng là do dao, đa số sinh hoạt là do dao họ thấy giống như nãy mình kháng thì chứ còn thanh là có thì chứ còn nếu chất bóng máu thì có da xanh như nhẹ mặt da nhỏ có mắt cái áp lực có lòng hô hấp có lòng chi giác nhiễm trùng là trẻ trẻ mới có nhiễm trùng nhưng mà trẻ nổi hết còn cái này triệu chứng thì mình dựa vô tác nhân gây chứ còn mình hỏi nó đập bằng gì, người ta nói là nó đập bằng dao, mình hỏi dạ đầu tiên nó chạy như đây họ đập lúc dao không? Nó đập lúc dao chắc chắn rồi bị thổi họ người đâm họ người đâm cái người ta tự tử á, ta đâm bình người nén cũng chút mà đâu có chút chính xác đâu có chút quay đâu có chút nếu mà mấy người mà người ta nghĩ ma túy á, nó ra bên ruột á, tự tử bằng cách đó đâu có chút còn samurai thì nó đập có khác samurai đánh giá vết thương là vết thương thành bụng hay xuyên thấu dùng lưng hay lưng dùng vết thương ngực bụng vết thương là xương cốt hay là hậu môn bị kẹt nhìn vị trí vết thương lỗ vào của đại não hoặc dao có lòi ruột hay không, nếu mình thấy đập vô thành bụng trước thấy có lòi ruột còn thành nói ra hoặc chảy vô tiêu hóa để như lỗ vô bụng không có gì nè. Thở nắng thì giống như nãy ấn bụng, đau bụng khi ấn xa vết thương, tức là chúng ta vô dùng như vậy mà nắng hạn bị hố đầu đau để cho lủng vô bụng. Các bạn hiểu không? Đập lủng vô thì máu chảy xuống đó thì nó đau. Phản ứng thành bụng thì thường là bụng mới phát hiện cái này. Rồi tâm thì sẽ nó tạo nước ra máu hậu môn hoặc cuối cùng tương lai căng ta là để có tổn thương cho bụng. Nếu mà đau vô bụng ở đây mà có đặt thông dạ dày vô có máu để như lụng dạ dày tới này đặt thông tiểu có máu để như lụng thận bàng quang các bạn hiểu không, cái vụ mấy cái ống từ cái lỗ gì như đó khi mà đa thương hay vết thương mình phải đặt đây ví dụ như tay này bệnh nhân bị đau dùng chẳng phải đố ở đây là đầu ở đây là chân thì nếu mà tán hạo rồi như bốn đầu hai bên mà đau chắc chắn được vô bụng. Nếu mình thấy buồn mà nó lồi ra đây chắc chắn được bị buồn cắt được từ đây cắt lên chứ từ vô đây thấy nó vô rồi chứ là xuống cắt lên thì xét nghiệm
sinh hóa chỉ số máu giống như nãy, đi qua bị cứng thì giống như nãy, thì mình thấy hơi tự do bị giật. Cái lưu ý cái bị giật hồi nãy nói rồi thì mình sẽ định trị được đầu nạn nó mạnh bơm. Khi qua thấy hơi tự do, dịch tự do. Thì đây nó tốt hơn hai cái đó, nó thấy được gì đó. Đây, cái này bên ngoài cho cái quan vi rút này. Cái này là cái tim mình. Cái con này là tim mình, thấy màu trắng không? Trong màu trắng. Ừ, thuốc cảm quan. Thuốc cảm quan. Rồi, thuốc cảm quan nó nằm trên tim. Đây, phổi này là phổi phải một người. Này là mạch máu lên phổi. Cái này là phổi trái, cái này là tràng khí phổi nè. Tràng khí mà phổi bên trái, các bạn thấy phổi. Phổi trái nó co lại không? Thấy mạch máu nó chỉ nhiều hơn bên đây không? Các bạn hiểu không? Nên về nguyên tắc tràng khí thì làm được này nó hở ra. Cái khoảng đen ở trên. Rồi xung quanh này, cái dùng vốn phổi nó sẽ đậm hơn. Do phổi nó bị ép co lại. Nên ngày biết qua nguyên bước mình cũng sẽ thấy được điều này. Nên hồi nãy nói là bên nào bất thường á, các bạn hiểu không? Nên mình nghĩ cái đó bất thường thì phải có một triệu chứng kèm theo, chứ không phải chỉ một triệu chứng nó đen không. À, CT ngực bụng. Để từ bên đây này là bị đâm ở đường sinh sùng 8, đường nách sau. Gãy cái dao. Cái dao gãy luôn, không có rút ra được. Kèm CT ngực bụng, các bạn thấy dao nó xuống này. Đây là dao, đây là lách, tức là đâm từ ngực xuống tới bụng. Và đào ở gần nước. Ông đi nhậu cũng ra quán không thấy cháo ổng. Cái ổng nói gì đó. Chắc ổng qua bàn ổng ngồi nhậu hỏi qua đâm ổng thắng. Vui. Các bạn biết sao cái dao thì nó nghĩ không? Tức là đâm dao được rút ra chạy nó đúng không được, để xi cái xương sườn. Nó kẹt. Thì cha này tôi mổ lần sau đặt xi bên hai vô bên trái trước để hút khí ra. Sau đó sau đổ bụng thâu lưu quanh rồi xử lý tổn thương cho bụng thì mổ lần sau. Đối với vết thương bụng thì mình mổ bụng khi có cái này khi bụng này sắp mất máu lầu luôn lầu sạn nên là có dịch bụng là mổ. Có dịch bụng thì qua siêu âm hoặc CT thì đi mổ. Mình ám sát vết thương tức là cũng mổ nhưng mà không phải mổ bụng luôn mà ám sát vết thương khi cán bụng không như là thấu bụng. Tức là bệnh nhân không có đau bụng. Siêu âm CT không có dịch bụng. Thì lúc đó mình ra, mình gây tê, mình mở rộng vết thương, thám sát từng lớp thành bụng. Tới khúc mạc. Mình thấy cái khúc mạc, nếu nó bình thường thì đóng lại thôi, rửa rồi đóng lại. Còn nếu nó lẫn thì mở bụng. Nên vết thương bụng là hầu như mổ bụng hết, các bạn hiểu không? Không mổ nhỏ thì mổ lớn. Không mổ lớn thì mổ nhỏ. Nhớ vết thương bụng là phải mổ không cho dịch. Cái đây đâu mấy năm tôi kiểm tra cho đẩy thì có một ca đó họ bị đâm đây nè. Họ cũng vô chuyện cho đẩy lúc đó là sau một tuần đúng một tuần thì bị kháng xong tức là ổng bị thương xong vô tỉnh miền đông kháng bác sĩ nó bình thường cho được tuần sau ổng sốt đau quên lại bởi vì nó chạy kiểu mình chưa đợi thì tôi kêu mà cứu kháng mà cứu kháng xong nó là viêm mạng. Tôi hỏi được gì? Đó là bệnh thuộc không? Tôi nói không phải, này được đại tràng. Vì giải thích bệnh nhân này phải đưa đại tràng ra đây làm một môn nào. Hai tháng sau đó. Thì nằm xuống cái hỏi tôi tại sao được đại tràng. Thì đơn giản thôi, tức là bệnh thuộc non, dịch thuộc non nó lỏng. Thì thường trong vòng 2 ngày là nó chảy dịch ra rồi. Có hiểu không? Thì nó sẽ nhiễm trùng hết. Thì trong vòng 3 tháng ngày là triệu chứng nó rồi. Còn lưỡng đại tràng thì phân ở trong đó nó cứng nó không ra được. Nó chỉ biểu hiện mặt nhiễm trùng tại chỗ thôi. Sau đó nó lan cái nhiễm trùng đó ra. Thì nó nằm cứng ra này một tuần sau mới đứng. Thì mổ ra đứng là lưỡng vô đại tràng.
thân cứ gặp bên trong đại tràng thôi, nó không vui được. Ở bụng thì có giả mạc, cái dịch viêm nữa. Thì các bạn hiểu không, mình phải nói trước cho bệnh nhân cái mổ xong ra thấy cái hậu môn trình hình đây thì hậu bị sốc. Thế mình khám trước kỹ thì mình sẽ nói trước chuyện gì đó, ta đợi đi sao. Nội sao đổi bụng thì đối với vết thương bụng á, thành bụng trước á, mình nghi ngờ mà nếu mình khám sát vết thương bằng cách mình đặt ở đây đúng không, thì giờ mình không cần khám sát mà mình nội soi vô bụng, mình soi vô bụng vết thương nhìn cái khúc mạc thôi, rất rất nếu nó không rách thì mình đi ra, có vậy không, mình đóng bụng đi ra. Còn nếu nó rách á thì mình, nếu mình khám sát được thì mình khám sát rồi soi, còn nếu không được thì mở bụng. Đó, nội soi nó có cái lợi này, nó xử trí được cái chẩn đoán được cái vết thương xấu bụng, xử trí được những cái tổn thương kèm theo. Có lần đó cái anh đó bị đâm ngang mặt trái đường gì thì tôi mổ bụng, mổ lần sau mổ vô thấy cái đại tràng xuống á, nó làm rách 3 cm, phân nó lộ ra, cái nằm trong đại tràng mình thấy thân, thì tôi khâu ra đằng sau. Anh nói 10 ngày nữa anh đám cưới, tôi nói chờ khâu thôi, nếu mà không xì thì nằm khoảng 5 ngày về, nếu xì thì vô viện đám cưới. Nếu xì thì mấy lúc đó phải mổ lại cho ruột ra, các bạn hiểu không? Thì ca đó không xì may, tùy thực. Một cái nữa là vết thương đại tràng. Vết thương đại tràng thì đại tràng nó hỏi vết thương đại tràng sau khúc mạc có bị tổn thương thì người kết hợp tại khi mình tăng lên thì nó lộn thì ruột non và cái tới đại tràng. Đối với vết thương đại tràng thì thường ta khuyến cáo mình mổ hai lần, tức là sau khi vết thương đại tràng ngang thì mình đưa chỗ đó ra thôi làm một môn tạm, tháng hai tháng sau mình sẽ đóng lại chỗ đó. Còn nếu vết thương đại tràng xuống thì mình khâu vết thương lại, mình đưa đại tràng ngang ra làm một môn nguyên tạo, tức là đại tràng nào mà di động thì mình đưa ra làm một môn nguyên tạo được, cố định thì mình cứ để động mình khâu lại, đưa hậu môn nguyên tạo trên vòng để phân không xuống hàng chỗ vết thương nữa, các bạn hiểu không? Mà khuyến cáo mổ hoàn thị ở cho tuyến cơ sở quyện tỉnh gì mà yếu. Còn Sài Gòn thì bác sĩ mổ khá thì cứ mổ một thì mà, tức là mình khâu vết thương luôn, giống như cái đại tràng xuống thì mình khâu luôn, hoặc là mình vết thương phức tạp thì mình cắt nối, cắt cái mỏ đoạn đó mình nối lên khâu nối đại tràng mình thì gọi là làm một thì. Nếu mà làm lỡ thì thì đưa ra làm một là giống như cái gì vết thương trực tràng. Trực tràng thì nó nằm thấp, nó khoảng 15 cm đoạn cuối rồi. Thì trực tràng thì nó chứa phân nhiều nên nó dơ. Vết thương trực tràng trong khúc mạc xử trí như vết thương đại tràng, tức là trực tràng nó có hai đoạn, một đoạn trong khúc mạc với đoạn ngoài khúc mạc. Đoạn trong khúc mạc thì thường mình thâu đó, mình đưa đại tràng vào không ra làm một môn tạo. Còn vết thương trực tràng ngoài khúc mạc thì mình làm một môn nhân tạo ở đại tràng vào không cũng lưu nước xương cùng. Còn cái vết thương đó mình thâu được thì thâu, không thâu được thì thâu, để nó sâu luôn, câu không tới. Có lần đó cái ông đó, ông ở miền Tây, ông té lên cái cọc đâm vô hồng môn, vô tỉnh ta chuyển lên Trà Đẩy. Thì tôi vô đi khám thấy có chảy máu, thâm trực tràng á, bụng thì đau hết, thằng bị thôi. Thâm trực tràng á thì có máu, không sợ thấy chỗ luôn, tức là đường cạn. Còn trực CT thì có dựng ở sau khúc mạc ở đường chuyển luôn. Ca đó đưa mổ lại xong. Ở trong đó dặm cây quá trời, cái cây cũng không có nhiều cái dặm rồi đó, lấy đi rửa rồi đó. Rồi ở dưới không thấy lỗ không được, tôi chỉ rửa rồi đặt cũng luôn thôi, rồi làm hậu môn tạo đại tràng được không, 6 tháng không có đặt, tức là nằm từ người ta về sau đó lấy khám mỗi tháng thì mình chụp hình, chụp hình coi cái nó còn lò còn lành cái đó chưa, chụp hình bằng thuốc cản quang mang trong nước qua cái trực tràng thì 6 tháng sau mới lạnh, rồi sau đó nội sau kiểm tra thì lạnh hết thì đóng lại.
Biến chứng thì giống như thế này, mình mổ chết thương ruột thì hàng đầu là xì, nên mình phải kháng bỏ hàng, thường nó xì vào ngày thứ năm thứ sáu. Nếu xì thì mình phải mổ lại, đối với ruột non thì mình thâu lại, đối với ruột già thì thường mình phải đưa ra. Nói chung khi mà xì đầu thì người mổ lại phải giỏi. Con gà đó hồi đó con ở bệnh viện, bệnh nhân có 40 tuổi, đụng dạ dày loét luôn, do loét thì bác sĩ đầu tiên là mổ bên hông, mổ bên hông đi thâu rồi cho đâu ngày thứ năm thì mổ lại, mổ mở lại đâu thì sao phải ngày sau thì tiền thì sau đó mổ lại lần nữa cuối cùng chết. Có 40 tuổi nên họ sẽ mà bị tai biến chứng là dễ chết. Nên nếu tai biến biến chứng rồi á thì thường phải mời người giỏi hơn nhiều làm lại thì mai ra mới được. Ai hỏi gì tôi là làm các bạn học ra bác sĩ thì nếu muốn làm bác sĩ mà lâm sàng khám bệnh chữa bệnh cho người ta phải giỏi được. Nếu mà trung bình rồi thì phải đi cái khác cho lâm sàng. Tại vì các bạn nhớ không, mình chữa là giống như người nhà các bạn đi là cho thuốc hay gì mình thắng to. Mình rất là sợ, mình cho thuốc huyết áp thì mình sợ tụt huyết áp. Mình cho điều trị huyết áp thì mình sẽ để huyết áp nó hạ xuống nhưng mà uống nhiều nó tụt huyết áp. Nên mình sợ lắm. Nên các bạn chừng nào có cảm giác mình điều trị bệnh nhân mình sợ như người nhà mình đi thì mình là người tốt, mình có cái tâm. Còn bệnh chữa uống sao phải nữa thì tức là làm bác sĩ nhưng thứ nhất là phải tỉnh, mình cho thuốc mình coi mình có biết sai tên hay không, sai tên ra ô mình chịu lộn thuốc nữa các bạn hiểu không. Vừa rồi là ở bệnh viện có một ca đó, bác sĩ đó cho thuốc thuốc chích thì tôi thì được cố làm thuốc gì đó, cho thuốc làm thuốc gì đó, bà đã bảo bệnh nhẹ nên không có nặng. Trước khi chết bà hỏi cái có khi nào chết xong chết luôn thì cô đó còn cũng cười cười mà là gì có chết xong bà tin thật. Sau đó hồi sức gì đó nhưng mà bà sống tiếp 4-5 tháng thì bị bệnh viện cho đến chết, chết cho mình nặng tim một ca đó bệnh viện tới đời. Thì một điều đó là ca đó lỏng lộn luôn. Lãnh đoạn thuốc và lãnh đoạn thuốc giãn cơ nên chết xong bệnh nhân không có thở được, cơ nó giãn ra, cơ chân nó giãn ra, người ta không thở được, chết. Nên bác sĩ là phải biết cho thuốc, phải biết cái thuốc đó, nó tác dụng gì, biến chứng gì, đóng chỉ định cho bệnh nhân nào, các bạn hiểu không? Nên mình tự qua sát phụ môn nội ngoại chẳng như gì đó, các bạn đọc đó để đi sáu mình cái nào mình còn chưa hoàn thì mình sẽ hỏi nhiều người chẳng như người bạn bè rồi hoặc là những anh chị lớn đó. Còn nếu mình chưa làm gì hết tới đi sáu mình sẽ không nổi các bạn luôn. Còn hỏi sao học được à, có chị hỏi tôi sao học được hết, tôi hỏi là có đọc chuyện không chỉ này. Hồi đó nhớ tôi mỗi lần đi xong ra muốn xong sách cuốn điện thoại cuốn gì đọc có mấy ngày rồi, ngày đọc 2-3 cuốn nhưng mà điều cứ là mình đọc thì mình chỉnh hàng từ ngày mặt bài cũng giống vậy, mình đọc khác cũng giống vậy, mình đọc chuyện mình đâu cần nhớ đâu mà vẫn nhớ các bạn đọc khác thì cũng giống vậy.